Xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em nhé. Hôm nay thì em lên cho các một con giải mã cao cấp của Ken. Nó là dòng Ken 702. Đấy, con này thì nó thiết kế theo kiểu mặt nhôm bóng. Thế nên là các bác nhìn khi là nhiều bác hỏi em là thế sao máy móc thì mà chả có tên tuổi, chả có chữ gì cả. Thực ra thì các bác ngồi như em ở đây này, ngồi trực diện này, không nhìn qua điện thoại ấy, thì là nhìn rất là dễ. Đấy, nhưng mà tại vì nhà em là nó nhiều bóng điện quá, thế nên là cộng thêm cái này mặt của nó là dòng mặt nhôm xịn, thế nên là nó nhìn nó có dạng bóng đúng không ạ? Đấy, nhưng khi em để góc nghiêng này thì các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ? Nhưng mà nhìn thực tế nó còn đẹp hơn này nhá. Đấy. Tại vì qua điện thoại thì nó phản ảnh đây, có nhìn này. Đấy, nó mở hết chữ luôn. Nhìn qua điện thoại thì nó bị như vậy. Đấy. Này có nhìn này, tất cả nó đều có thông số hết, đầy đủ luôn. Rất dễ dùng. Con này hàng đẹp đó. Nó là dòng giải mã Ken 7002 đấy. Hiện tại thì em đã kết nối sẵn đường AV này, từ AV từ đây các bác sẽ truyền vào đây, truyền sang Omni. Con này thì ví dụ bác nào đây nhá. Bác nào mà tivi ở nhà ấy mà là dòng Xiaomi, Xiaomi thì nó sẽ không có quang này đâu, mà nó dùng qua cổng coaxial. Thì mình dùng cái cổng coaxial này, mình truyền vào con đẩy hay là đi to karaoke đấy đều được. Đấy. Tức là mình dùng cái cổng này nhá để mình cắm vào con giải mã cắm vào con tivi ở Xiaomi. Còn cái cổng này mình xuất ra đẩy hay đi to cũng được. Còn bác nào mà dùng Sony này, TNC này hay là Pala này, Samsung này. Đấy, nói tóm lại là tất cả những cái hàng mà trừ con Xiaomi ra thì các bác đều có thể dùng qua đường quang này. Đấy, các bác giải mã tín hiệu đưa vào quang. Quang đưa vào đây thì tivi nó sẽ có hai cổng như này. Nó sẽ có một đầu như này. Một đầu như này thì cắm vào tivi, đầu còn lại này thì cắm vào đây. Đấy, sau đó tivi nó bật tivi lên thì tivi nó truyền tín hiệu vào đây. Con này nó sẽ nhận tín hiệu từ tivi xuống bằng đường truyền ánh sáng thì nó sẽ xử lý và nó sàng lọc. Đấy, sau đó sẽ xuất ra đây cho các bác này. Đây, như em đã xuất vào đây này. Thì coi như đây là con đẩy em đi to hát karaoke của bác. Ok chưa? Đấy. Lỏng chân, lỏng nguồn. Cái dây của nguồn của em nó bị lỏng. Cái rắc nguồn của em nó cắm ra cắm vào nhiều quá đây này. Nó cắm ra cắm vào nhiều quá, nhìn một mớ quá thôi. Nó cuộn cuộn mà nó lỏng chân. Hôm nào phải thay cái ổ khác. Đấy thì là tức là các bác sẽ bật tivi và tivi nó sẽ truyền tín hiệu vào đây. Và con này nó sẽ đem lại cho các bác một cái nguồn nhạc sạch để truyền vào con đẩy hay là con âm đi to để hát karaoke. Đấy, anh em thì những bác mà đang có những bộ dàn mà karaoke 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu đến 200 triệu thì cũng đều mua con này hết. Đấy, giải mã của nó rất là hay. Đấy, hay là những bác nào mà đang dùng những bộ dàn nghe nhạc, các bác đang dùng những cái con chuyển đổi bé bé như thế này. Đấy, thì hãy thử thay đổi cho em sang cái con này đi. Các bác sẽ có một cái nguồn nhạc thứ nhất là nó sạch, nó mịn và gần như là không bao giờ có tạp âm và các bác hát xuyên suốt cực kỳ hay luôn. Đấy. Bắt đầu đam mê karaoke nhá. Sơi ngay con này cho em hoặc là nghe nhạc từ trên TV xuống thì xử lý ngay con này cho em. Con này thì giá của nó đang bán là 3,3 triệu. 3,3 triệu. Tuy nhiên thì con này thì nó giải mã trực tiếp không cần mồi gì cả nhá. Đấy, còn CD này thì mắt nó kém thì bỏ qua cho em. Thì là để các bác con này là 2,9 triệu nhá, 2,9 triệu. Đấy. Còn mình thấy nó đang bán 3,3 triệu. Thực ra CD này thì nhiều bác mua 3,3 triệu về nhưng mà cũng không dùng đến. Thì nó lãng phí. Đấy, thì mình dùng những con này thì nó hợp lý hơn, kinh tế hơn. Đây nhá, nếu bác nào dùng Xiaomi thì chuyển cho em về đây, TV Xiaomi này, chuyển về đây vào đây. Đấy, kết nối qua đường AV nhá, xong chuyển coaxial, xong chuyển về đây. Còn bác nào mà nhà dùng TV có quang thì cắm cổng quang và truyền đưa về đây. Và sẽ xuất ra tín hiệu sạch cho các bác. Các bác sẽ có một cái nguồn nhạc sạch để hát hoặc nghe nhạc từ karaoke, cực kỳ hay luôn. Kích thước của nó thì nó là dòng size 27 các bác nhá, size 27. Các bác nhìn quả mặt máy này, đẳng cấp không? Nguyên một cái tấm nhôm dày khoảng 5 ly nó ốp vào. Nên tại vì sao mà Ken 702 nó lại đẳng cấp như vậy. Đấy, còn 7003 của nó thì nó rơi khoảng 4 triệu hơn 4 triệu các bạn. 7003 nó khoảng 4 triệu hơn 4 triệu. Đấy, còn cái dòng này thì giá của nó sẽ là dao động khoảng là 3,3 triệu. Nhưng mà con này thì em đang bán có 2,9 triệu thôi. Đấy là đang khuyến mại và bán theo giá là không cái CD này. Để cho những bác nào không cần CD thì mình có thể dùng. Nó giải mã trực tiếp 24 bit à, giải mã trực tiếp không cần mồi thì làm gì mà cần phải CD để làm gì? Nếu như các bác không dùng CD tự dưng thêm thành 400 nghìn nữa chả để làm gì đúng không ạ? Đấy. Bác nào trước còn lại thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.